lắm con. Da của con đẹp là nhờ Sanet đó mẹ. Yến xào đảo thiên nhiên Khánh Hòa, món quà quý giá cho người thân yêu. Nếu đau rát họng, ho đờm dai dẳng làm bạn quá chán nản, hãy thử Heavy Ho với Aspire Elebogin, nghiên cứu bởi INPC, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hỗ trợ giảm đau rát họng, giảm ho, long đờm. Heavy Ho có viên uống cho người lớn và siro cho trẻ em. Heavy Ho. Bao về những lầm tưởng về những thứ đắt tiền thì sẽ thực sự mang lại sức khỏe, lầm tưởng về những kiến thức truyền tai bởi anh em bạn bè mà chưa thật sự tìm hiểu cặn kẽ, lầm tưởng về một loại thần dược có thể chữa trị bách bệnh mà không nghĩ đến những hiểm họa có thể xảy ra. Bây giờ chính tôi và những người tôi yêu thương nhất phải gánh chịu hậu quả bởi thứ tưởng là thần dược đến từ loài động vật tê giác. Bây giờ là 19 giờ. Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình tối nay thứ Bảy ngày 13 tháng 2, tức mùng 2 Tết, mời quý vị theo dõi một số nội dung đáng chú ý sau.